chậu cá mẫu phun chưng 90 này rất là đẹp. Vì đây là khuôn mẫu khuôn chưng tam cấp, nó gồm 3 bậc. Các bạn nhìn thấy rất là đối xứng. Như vậy là chúng ta bắt đầu người ta nạo nạo xong một lớp rồi đó. Thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị phao dầu được rồi đó. Thằng em mới làm nhưng mà có vẻ nó giống như là chuyên nghiệp đã lâu năm. Và có thể là thằng em sẽ làm bóng rất là nhanh đây. Mời các bạn cùng.